Hi, đang muốn chào quý vị chú bác đằng xa nha. Hôm nay thì đang đi đốn mía các bạn ơi. Hôm nay thì đang đi đốn mía. Hôm gầy không có đi bẫy gắn các bạn. Hôm nay đi đốn mía mà giác đường xa luôn các bạn ơi. Đây, mấy anh giác đây các bạn. Mình ngồi xe mình cầm điện thoại các bạn. Nếu mà có rung lắc gì các bạn thông cảm cho nha. Này, giác này mình chạy xe giác luôn các bạn ơi. Quan sát luôn thấy không? Quan sát luôn. Sáng giờ mình mới vô đốn được 2 bó các bạn. Mà mía này mía thất các bạn ơi. Đây, mấy người đang đốn đây các bạn. Thôi mình đi giác tiếp các bạn ơi. Thoát với nhau làm tê cào. Nãy bây một mùa mới. Hả? Lúc này mình không có đi không đi bẫy gắn các bạn ơi. Lúc này mình đi đốn mía các bạn. Giờ mặt chị này là chị này đốn hay lắm nè. Đây. Đâu quay mặt lên ơi. Ờ vậy mới thấy xác nè. Khỏe ta. Ta nó sạch mới ta nó. Ồ, lên. Phía bay lên. Đây các bạn. Giờ mà người ta chạy xe xuống các bạn. Giác mía xuống các bạn. Chạy xe giác mía xuống. Còn xe mình ở trên các bạn. Mình đi bộ 1 phút các bạn. Mình không có chạy xuống đường này các bạn. Đây đường này thì hay quá. Mình không dám chạy xuống các bạn. 112 kg các bạn. Sườn á. Chúng là bị phục lỗ quá. Mình không lạ. Bên này mấy anh dắt mấy số ghe rồi các bạn ơi. Lên mạng ấy. Anh đó dắt dữ lắm. Cuộc có cộng 1 à. Giá con dự nó mất á các bạn ơi. Làm video đi.
Ngày này cũng 3 giờ mấy chiều rồi các bạn ơi. Này ta cũng nghỉ gần hết rồi các bạn. Còn mấy người các bạn ơi. Bên này hẹn gặp lại các bạn video sau nha các bạn. Chào các bạn nha.